Bạn là một tín đồ của du lịch, bạn muốn khám phá những vùng đất mới mẻ trong năm 2016 này, hãy đến với con đường tơ lụa huyền thoại trong lịch sử, biểu tượng của văn hóa, nối liền Á Đông cổ kính và Tây Phương tráng lệ. Tưởng như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm, nhưng này lại xuất hiện ngay trước mắt bạn. Trong một chuyến du lịch 11 ngày, 10 đêm xuyên qua 3 quốc gia, Kazakhstan, Uzbekistan và Azerbaijan. Với những thành phố tuyệt vời như Baku, thành phố ánh sáng, đầy xa hoa và tráng lệ, Tashkent, yên bình mà hiện đại với sức hút khó có thể chối từ, Almaty, quê hương của những trái táo, ẩn mình dưới những núi tuyết hàng ngàn năm tuổi. Không chỉ có thế, các điểm đến khác cũng rất hấp dẫn như Samarkand, Sakhisab, Bukhara và Zanadab. Ngoài thám hiểm, tham quan những danh lam thắng cảnh tuyệt mỹ, các bạn còn được tận hưởng những giây phút thư giãn tại resort Sibulak 5 sao với hệ thống nhà hàng khách sạn đạt chuẩn quốc tế, trải nghiệm trượt tuyết và trường băng nghệ thuật đỉnh cao, du ngoạn và ngắm nhìn những kiệt tác do thiên nhiên và con người xây dựng thông qua hệ thống cáp treo của Sibulak. Chuyến đi con đường tơ lụa 11 ngày 10 đêm hứa hẹn sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm mới lạ, những cảm giác tuyệt vời và những kỷ niệm khó phai mà chắc chắn không nơi nào trên thế giới có thể có được. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không xách vali lên để đến ngay với con đường huyền thoại đẹp mê đắm và đầy nhất lòng người ấy.